trắng em đến trường, từng đàn chim ca rộn ràng, từng làn gió vần tóc em, kỷ niệm buồn vui ngập tràn. Ánh nắng sân trường nhớ em, từ trang vừa còn mực thơm, từng ngô cửa và bao mơ ước tuổi học trò. Đến với buổi khai giảng của trường chúng ta ngày hôm nay, xin giới thiệu với các em, năm nay các em đã bước vào một năm rất là đặc biệt của trường chúng ta. Đấy là năm nay trường ta chính thức được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Vỗ tay! Bước sang một năm học mới với rất là nhiều những điều phấn khởi như thế, thì cô cũng xin thông báo là chúng ta sẽ chọn ra một lớp học đặc biệt, lớp học tuyển chọn bao gồm các em học sinh xuất sắc nhất trường. Và không để các em đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bước vào buổi tuyển chọn ngay lập tức. Bạn đang nhìn xuống, cô mời bạn tham gia phần thi đầu tiên ạ. Bạn đang ngủ gật ạ, bạn mặc quần bò ấy. Đây. Lên thi em ạ, lên... Em đầu tiên ạ? Ừ, em đầu tiên. Trời ơi. Chào cô nhá. Ừ, chào em ngồi vắt chân như cô vậy. Em đối có tướng làm hiệu trưởng đấy. Để bắt đầu thì cô muốn hỏi là em có quan tâm đến mạng xã hội không nhỉ? Chả giấu gì cô, mạng xã hội nó nằm trong cái lòng bàn tay em ấy. Này cô cứ hỏi đi. Có, thế à? Thế lòng bàn tay em có bao nhiêu đường em có biết không? Nhiều lắm. Đây. Thế thì điều mà tất cả các học sinh đều phải biết, 5 điều Bác Hồ dạy, xin mời em. Riêng về 5 điều Bác Hồ dạy thì em nhớ vay vách luôn. Nhưng mà để mà cho nó đặc biệt nhá, em đọc cho cô theo một cái kiểu mà em nghĩ là dạo này mọi người nghe hơi bị nhiều luôn. Bây giờ em đọc luôn đây này. 1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. 2. Học tập tốt, lao động tốt. 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 5. Khiêm tốn, thật thà. Chả xấu gì cô, dạo này thì em nghe nhạc rap hơi nhiều. Đặc biệt là rap của em bé Sệ Sệ. Cô biết em bé Sệ Sệ không? Không biết. Em bé Sệ Sệ là cái em bé mà hay diễn cùng với Double Chuti ấy. Double Chuti là ai? Double Chuti là rapper miền núi chất ấy. À thế à? Người miền núi chất. Dạo này thì em bé Sệ Sệ có một cái bài rap mà vừa mới ra trước ngày mùng 2 tháng 9 dịp Quốc Khánh. Với tên bài rap là Em bé Việt Nam. Ở trong đó thì em ấy dùng những câu rap rất là đơn giản, nhưng mà nghe một phát là cảm thấy tự hào vô cùng. Bởi vì trong đấy thì lồng ghép rất là nhiều thông điệp về yêu nước này, đặc biệt là tình yêu nước của những bạn nhỏ, như là những bạn nhỏ thiếu nhi như bạn bé Sệ Sệ này. Có vẻ như là tinh thần yêu nước lên cao nên mọi người cũng rất là thích nghe những cái bài nhạc mà nó tinh thần yêu nước này, đúng không? Đúng. Thế thì cô lại hỏi em là đợt này mùng 2 tháng 9 có trend gì nữa không? Em giới thiệu luôn cho cô trend này, có hẳn một clip mà chiếu trên sóng VTV của Chuyển động 24 giờ nhá. Và tiêu điểm ngày mùng 2 tháng 9 có sự xuất hiện của rất nhiều những MC của Đài Truyền Việt Nam. Anh Sơn Lâm này, anh Hạnh Phúc này, anh Hạnh Phúc còn mặc áo cờ đỏ sao vàng nhá. Công nhận là nhiều clip
về cái tre này thật đấy. Vâng, trên VTV Show có hết nhá. Ừ, nhưng mà thôi cô xem một lúc cô chóng mặt quá, già rồi không xem được mãi những cái clip như này. Có cái chương trình nào ở chiếu trên TV mà nó hào hùng, nó nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi của cô hơn không? Nếu như lứa tuổi của cô mà không phù hợp với rap này hoặc là mấy cái trend TikTok trẻ trẻ như vừa rồi ấy, thì em thấy có một chương trình này cũng vô cùng hay tại Quảng trường Ba Đình. Chương trình mang tên là Lời Người Để Lại. Chương trình này thì cũng đã được đăng tải lên trên các nền tảng của VTV Show, cô có thể xem lại. Bài đầu tiên nhá, em có thể giới thiệu với cô là bài Đường Chúng Ta Đi của anh Tùng Dương. Anh Tùng Dương thì đã quá là hot với bài hát Một Vòng Việt Nam rồi. Trong chương trình này, anh Tùng Dương hát bài này tự hào không kém gì bài kia. Cái giọng của anh thì nó cao, nó đẹp, nó khỏe, mà bài hát này thì nó còn hào hùng nữa và được diễn trong cái dịp đặc biệt như thế. Xem thật sự là em nghĩ là sẽ rất hợp với cô đấy. Cô phải thử nghe đi. Mời cô đọc comment ở trên VTV Show, cô thấy như thế nào? Đọc comment à? Từ. Toàn là comment mà toàn của người trẻ để lại thôi, tự hào vô cùng luôn. Ngoài anh Tùng Dương ra thì trong chương trình này còn một nam ca sĩ hát khác, hát cũng vô cùng hay. Đố cô biết là ai? Cô Tạ Quang. Biết. Tạ Quang. Quang... Quang gì nhỉ? Tạ Quang. Quang Thắng. Đúng rồi. À. Tạ Quang Thắng hát cùng với một ca sĩ nước ngoài. Thôi. Tôi là giáo viên cơ mà, chứ anh có phải giáo viên đâu mà anh đi đặt câu hỏi cho tôi thế. Đấy là bài gì? Cô nghe đây này. Vừa trường sóng, nối đi khắp vùng trời, lùi thôn hy chí. Nhưng mà với cá nhân em nhá, em cũng giới thiệu với cô luôn. Trong chương trình này thì chắc là cái khoảnh khắc mà em cảm thấy tự hào nhất ấy là cái lúc mà cái giai điệu của Việt Nam, Hồ Chí Minh, tất cả mọi người ở dưới vẫy cờ và cùng hát vang. Em nghĩ đấy là một trong những khoảnh khắc mà tất cả đều sẽ cảm thấy xúc động, bởi vì là hát vang câu hát đó nhưng lại ngay ở phía trước lăng của Bác Hồ. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng tự hào. Phần thi của em như thế là xong rồi, mời em về chỗ đi. Để bạn tiếp theo, tí nữa cô thông báo kết quả sau. Về chỗ. Rồi, em tiếp theo nhá. Bạn em. Bạn nữ thì nhiệt tình lên luôn đi. Cô ơi, mạng xã hội em ôn hết rồi cô ạ. À, cô hỏi đi. À thế à? Tự tin. Ừ. Chăm chỉ ôn tập đấy nhà, nhưng mà cô hỏi lại khảo cô. Ừ. Lớp chọn làm sao mà chọn những bạn học tủ được ấy? Thôi cô hỏi đi nhanh. Thế nào em rồi. Cũng sẽ là học bây sinh giờ rồi. Em sẽ đến với một bộ câu hỏi nhanh gồm có 10 câu hỏi, em sẽ phải trả lời nhanh nhất trong vòng 1 phút. Rồi thì em đã sẵn sàng đến với bộ câu hỏi chưa? Chưa. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Cô ơi, hỏi dễ thôi nhá. Câu hỏi đầu tiên: đâu là chương trình lâu đời nhất của Đài Truyền hình Việt Nam? Đứng Lên Đỉnh Olympia. Ai là người dẫn chương trình của Olympia ở thời điểm hiện tại? MC Khánh Vy và Ngọc Huy. Nam sinh giành vòng nguyệt quế có khả năng giải từ khóa của vượt chướng ngại vật nhanh thần tốc chỉ ngay khi đọc câu hỏi đầu tiên là ai? Nguyễn Phú. Chương trình Hay Là Triệu Phú có mấy quyền trợ giúp? 4 quyền trợ giúp. Nếu là Triệu Phú thì bạn sẽ có bao nhiêu tiền? 250 triệu. Hai thí sinh đặc biệt xuất hiện trong Ai Là Triệu Phú đã phát sóng ngày 3 tháng 9 năm 2024 đến từ tỉnh nào? Tuyên Quang và Đồng Tháp. Chương trình nào của Đài Truyền hình Việt Nam được công nhận 5 sao và đón nhiều người trong showbiz đến nhất? Khách sạn 5 sao. Chương trình phát sóng vào khung giờ 12 giờ và 13 giờ chủ nhật trên VTV3 là chương trình nào? Chính là Khách sạn 5 sao vào Đường Lên Đỉnh Olympia. Chương trình Vui Tiếng Việt mùa 3 lên sóng lúc mấy giờ? 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Người dẫn chương trình của Vui Tiếng Việt là ai? MC nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc. Chính xác. Vậy là em đã hoàn thành 10 câu hỏi nhanh. Em kiến thức truyền hình cũng khá đấy. Chắc là cũng xem nhiều Đường Lên Đỉnh Olympia đúng không? Em xem hết tất cả các chương trình giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam nhá. Mà cô có biết không? Đặc biệt nhá, là trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia tuần vừa rồi thì em lại ấn tượng nhất với bạn Nguyên Phú. Bởi vì là
trong cái phần thi vòng thi vượt chướng ngại vật thì chưa cần biết là có một cái dữ liệu gì hay là chưa cần MC phải đọc hết câu hỏi mà bạn đấy đã bấm chuông trả lời ngay lập tức. Và đây không phải là mạo hiểm đầu tiên của bạn đấy, bởi vì là trước khi đó trong cuộc thi tuần ấy thì bạn đấy cũng có sự mạo hiểm liều lĩnh như thế, nhưng mà đổi lại sự liều lĩnh của bạn đấy lại khiến bạn đấy dẫn đầu cả trong cuộc thi tuần lẫn cuộc thi tháng. Phần thi khởi động cá nhân, Nguyên Phú đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã bắt đầu phần thi với tâm thế tự tin và giành được tối đa 60 điểm. Sau phần thi khởi động chung gồm 12 câu hỏi và Nguyên Phú tiếp tục dẫn đầu với 95 điểm. Phần thi vượt chướng ngại vật có từ khóa gồm 14 chữ cái. Đây là phần thi mang nhiều bất ngờ nhất trong các tập của Đường lên đỉnh Olympia và ở tập chương trình lần này cũng không là ngoại lệ. Ngay khi cặp đôi MC Khánh Vy và Ngọc Huy vừa đọc hết câu hỏi đầu tiên, liên tiếp 4 thí sinh đã bấm chuông xin giành quyền trả lời từ khóa. Người bấm chuông đầu tiên là Nguyên Phú với câu trả lời là Đường Trường Sơn. Tôi đoán rằng bạn đang cảm thấy khá là vững tin và 3 thí sinh có câu trả lời là Đường Trường Sơn. Dừng cuộc chơi tại đây. Như vậy đáp án Đường Trường Sơn là đáp án chính xác của Nguyên Phú. Đấy, cô thấy bạn đấy siêu chưa? Công nhận bạn này thi tốt thật đấy. Cô sẽ về cô cày, đây là kênh VTV Show đúng không? Cô đúng sẽ rồi, về cô cày lại cái phần thi này của bạn ấy. Hay tất cả, quá! Tất cả các chương trình hot nhất nhá, cô cứ lên VTV Show mà xem. Thế đấy là một cuộc thi về kiến thức. Thế còn em có quan tâm đến các chương trình khác ở trên VTV được không? Nếu cô là một người không thích kiến thức thì cô có thể là vào nghe nhiều câu chuyện của những nghệ sĩ. Gần đây nhá thì chương trình Khách sạn 5 sao họ đang có một cái sự chuyển hướng, đó chính là mời nghệ sĩ nhưng xuất hiện kèm theo đó là con của họ. Phải kể đến nhá, hot nhất là nghệ sĩ Vân Dung và Long Vũ, bởi vì là gần đây Long Vũ cũng có một bộ phim và cái cuộc trò chuyện đấy của bạn đấy lại được rất nhiều khán giả đảo lại trên VTV Show, thu hút rất nhiều lượt xem. Rồi cô sẽ xem vào luôn đi. Được rồi, cô sẽ vào cô xem thôi. Được rồi, em nói nãy giờ chắc là cũng mệt rồi đúng không? Em cứ về em nghỉ đi, xong rồi tí nữa cô sẽ thông báo kết quả nhé. Cô nhớ em là người giỏi nhất nhá. Ok. Em... ôi trời ơi, hai cái bạn vừa rồi nói nhiều quá làm cô đau hết cả đầu. Nào, mời em này trông có vẻ là ngoan ngoãn, học giỏi nhất, là mời em vào. Chào cô ạ. Thôi, chào thế thôi em ạ. Chào cô. Chào thế thôi. Mình bắt đầu nhé. Cô hỏi gì bây ạ? Giờ cô... Thôi, em có cả hàng nóng mang theo cơ à? Hôm nay mình thi bình thường thôi em ạ, không cần phải mang theo hàng nóng đâu. Thế em đi đâu em mang theo súng? Súng đồ chơi cô ạ. Em fan của phim VFC. À thế ạ? Nhất là dòng phim Cảnh sát hình sự cơ ạ. À thế ạ? Úi dồi ôi. Dạo này đang có phim hay quá. Thế thì hợp quá. Cô lại định hỏi em về phim của VFC luôn bây giờ. Ôi, chúng tủ, chúng tủ. Chúng ta sẽ đến với 5 câu hỏi dưới dạng thi trắc nghiệm. Em đã từng xem Ai là Triệu Phú chưa? Ui, lại fan ruột. À lại fan ruột à? Giáo sư xoay. Hôm nay cô đóng giáo sư xoay. Em đóng người chơi nhá. Ok cô. Rồi, nào thì chúng ta bắt đầu nhá. Nhưng mà em vẫn có 4 quyền trợ giúp chứ cô? Không, em không có quyền trợ giúp nào. Cho một. Cho một à? Thế em thích quyền trợ giúp nào? Gọi điện thoại cho người thân đi ạ. Ok. Có một quyền nữa đấy nhá. Em đã sẵn sàng chưa? Dạ em đã sẵn sàng ạ. Rồi, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu đi tìm ai là học sinh giỏi. Câu hỏi đầu tiên, đâu là bộ phim mới nhất trên sóng VTV3 lúc 21:40 các ngày thứ 2, thứ 3 và thứ 4? A. Sao Kim bắn tim sao Hỏa. B. Độc đạo. C. Hoa sữa về trong gió. Và D. Những nẻo đường gần xa. Câu này em biết này. Đáp án C thì là không phải rồi. Hoa sữa về trong gió đang phát trên VTV1. Những nẻo đường gần xa cũng phát trên VTV1. Vừa mới hết xong. Bây giờ còn phương án A và B. Độc đạo thì nghe lạ. Phương án cuối cùng của em là phương án B. Độc đạo. Và độc đạo là một câu trả lời chính xác, thì chúc mừng em. Câu hỏi tiếp theo, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải đóng nhân vật gì trong bộ phim Độc đạo trên sóng VTV3? A. Lê Toàn. B. Hưng Khẹc. C. Dương Cơ Bắp. Và D. Quân Già. Hưng Khẹc thì là nghệ sĩ ưu tú Chí Trung. Dương Cơ Bắp thì là nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong. Quân Già thì diễn viên Vĩnh Sương, khá là hay.
Vậy thì đáp án cuối cùng của em là phương án A, Lê Toàn. Đây là một câu trả lời chính xác. Xin ôi, tuyệt vời. Rồi, em đã đi gần hết một nửa chặng đường. Bây giờ là câu hỏi số 3. Đâu là tên con gái của nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam trong phim Hoa Sữa Về Trong Gió? A, Võ Hoài Anh. B, Võ Hoài Vũ. C, Võ Bảo Ngọc. Và D, Võ Ngọc Quỳnh. Câu này khó này. Nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam thì em được biết là có hai người con, người con trai và người con gái cũng đang đóng hai bộ phim trên truyền hình. Đó là con trai thì đang đóng là Đi Giữa Trời Rực Rỡ VTV3 lúc 20 giờ, bộ phim đang khá là hot. Bộ phim thứ hai là Hoa Sữa Về Trong Gió, nhưng mà em đang phân vân không nhớ tên của cô bé này lắm. Võ Hoài, em Võ Hoài A và B, em phân vân A và B. Võ Hoài, Võ Hoài Nam, Võ Hoài Vũ thì nghe chữ Hoài thì chắc là giống, nhưng mà hình như phải Vũ thì là tên con trai. Cho em gọi điện cho người thân á. Em gọi điện cho người thân. Rồi em gọi điện cho ai? Em gọi cho Võ Bảo Ngọc. Võ Bảo Ngọc là bạn của em. Là bạn của em. Bạn đấy cũng hay xem phim à? Thì cũng fan VFC. Được. Rồi, chào bạn Ngọc nhá. Chúng tôi đang tham gia chương trình Ai Là Học Sinh Giỏi. Vâng. Ôi, xin chào chị Anh Thơ. Em rất là hâm mộ chị. Xin chào em trai của chị Minh Đức. Thì hiện tại đang có bạn Minh Đức đang gặp một câu hỏi khó mà lại có tên của bạn luôn. Đấy, tại sao vậy ạ? Sau đây hai bạn sẽ có 30 giây vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Chị đang đâu đấy? Em trai chị, em đang đến câu mấy rồi, chị đang đi làm với Kinh Yêu. Nhanh, đọc câu hỏi nhanh nào. Con gái của nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam là ai nhỉ? A, Võ Hoài Anh. B, Võ Hoài Vũ. C, Võ Bảo Ngọc. D là Võ Ngọc Quỳnh. Chị tư vấn giúp em đây. Sao lại có cái tên chị? Sao lại có tên chị? CC là tên chị đấy. Võ Bảo Ngọc là tên chị đấy. Nhưng mà C không phải là đáp án đâu. CC không phải đáp án đâu nhá. Võ Hoài Nam cũng không phải là chú của chị đâu. Đợi chị tí. Đáp án là gì ạ? Còn bao nhiêu giây nhờ? Còn bao nhiêu giây em ơi? Sắp hết rồi, em cũng chả biết. À đúng không? Ok, rồi cảm ơn chị nhá. Thôi đi chạy với Kinh Yêu tiếp đi. Rồi, chắc chắn với đáp án của mình rồi. Chắc chắn là Võ Hoài Anh. Võ Hoài Anh. Và đây là một câu trả lời chính xác. Tuyệt vời. Đã vượt qua câu số 3. Câu tiếp theo cũng lại về phim, lần này là phim Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa. Diễn viên Mạnh Quân đóng vai gì trong phim Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa trên sóng VTV3? A, Hào. B, Nghiêm. C, Quý. Và D là Quân. Mạnh Quân có phải là Quyết Đại Ca trong 5m online ngày xưa không ta? Đúng luôn. Thua quá. Em hiểu, em không nhớ lắm. Nhưng mà mấy mẹ cũng không xem phim, không nhớ. Phương án A, Hào là Keo Kiệt. Keo Kiệt, Hào, kiểu gì cũng là Keo Kiệt. Quyết Đại Ca cũng keo, đúng không? Phương án A. Học sinh đã đưa ra câu trả lời cuối là phương án A. Và đáp án của chúng tôi sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng các em đã quay trở lại với cuộc thi Ai Là Học Sinh Giỏi. Bạn Minh Đức của chúng ta đã bước sang câu hỏi số 4. Diễn viên Mạnh Quân đóng vai gì trong Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa trên sóng VTV3? Và bạn đưa ra đáp án A, Hào. Cô tưởng em thay đổi thì là suýt nữa là em sai rồi đấy. A thì đúng rồi. Ôi giời, tuyệt vời. Ôi. Giỏi quá. Vậy là chúng ta đã đi đến câu hỏi cuối cùng. Và bây giờ em không còn sự trợ giúp nào nữa. Thế thì bây giờ đến câu hỏi số 5. Quý vị khán giả có thể xem lại các bộ phim truyền hình trên VTV ở đâu? A, không xem lại được. B, lúc xem được, lúc không xem được. C, ứng dụng VTV Go. Và D là tùy duyên. Khó nhá, câu này khó này. Nhưng mà em vẫn hay xem lại. Đúng rồi, khó là đúng rồi. Vì bọn em làm gì đã có smartphone đúng không? Đã được bố mẹ cho dùng điện thoại di động đúng không? Bạn Thắng có. Nhà bạn ấy giàu có iPhone để live stream suốt ngày đấy. Không loại bạn ấy vừa TikTok thế. Không loại bạn vừa đi live đường tàu đây. À, tàu đường sắt đi. Em xem bạn ấy mà, cô xem bạn ấy không? Chắc là bạn này thì em nghĩ là chắc là xem lại được thôi. Tại vì ứng dụng VTV Go người ai chả biết. VTV Go thì có cả trên các thiết bị smartphone, iPad, iPhone hay là TV đều có mà. Nhà ai chả có. Thuộc quá. Vâng, đúng rồi. VTV Go là bạn cuối cùng em. VTV Go. Mọi người vào phần phim VTV. Đấy, kiểu gì cũng xem được tất cả các bộ phim
À, từ trước đến giờ của VTV ạ, chị này. Như vậy đáp án cuối cùng của em là ứng dụng VTV Go. Chính xác. C, đúng không? Chính xác. Và C là một đáp án chính xác. Thì chúc mừng em đã vượt qua cả năm câu hỏi. Em không cần phải cầm súng lên. Em cứ bắt tay cô bình thường. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi, mời em cầm súng về chỗ lát cô thông báo kết quả. Em phải tấm xét không ạ? Xét. Không, đây là tuyển chọn học sinh giỏi. Còn bây giờ em cầm súng về chỗ nhá. Rồi, cảm ơn cô ạ. Đấy, đi nhá. Học sinh giỏi, em cứ về chỗ nhá. Rồi. Nào còn bạn nào không nhở? À đây còn bạn trông có vẻ ngủ ngáo này, không biết học hành nó ra gì không? Ngồi vào đây cô kiểm tra nào em ơi. Ôi trời ơi, lâu quá cô ơi. Ngồi mãi. Nào, thế điểm mạnh của em là gì? Kể cô nghe xem nào. Nếu như mà để nói về cái điểm mạnh của em á, em nghĩ là kể đến sáng mai cũng không hết đâu. Thế nhưng mà em xin phép được tóm gọn 3 cái điểm mà em cảm thấy là em tự tin nhất. Thứ nhất là em rất đẹp trai. Thứ hai là em cực kỳ khiêm tốn. À thế à, em khiêm tốn à? Và thứ ba, em dành một tình yêu cực kỳ mãnh liệt cho lịch sử văn hóa của dân tộc. Cái này được này. Em bảo là em thích lịch sử. Chính xác. Yêu văn hóa dân tộc. Chính xác. Ok, thế thì bây giờ mình lại kiểm tra luôn vào phần đấy. Em biết cuộc thi Vua Tiếng Việt ở trên VTV không? Em có biết, em rất thích MC Xuân Bắc. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ thi theo hình thức Vua Tiếng Việt. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với chương trình Vua Tiếng Việt. Câu hỏi đầu tiên, em hãy sắp xếp lại các từ sau đây sao cho tạo thành một câu có nghĩa. Mà cô gợi ý này, câu này hiện nay đang rất là viral, đang rất được nhiều người sử dụng luôn. Ok. Rồi. Đỉnh. Đỉnh là đúng rồi đấy. Đỉnh nóc. Có một chữ đỉnh. Đỉnh nóc kịch trần, bay phấp phới. Chuẩn luôn. Chính xác. Câu này ở đâu em còn nhớ không? Câu này là câu của nghệ sĩ nhân dân Tự Long nói trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Được, trông ngủ nào thế mà cũng thuộc bài đấy. Thank you cô. Câu số 2, điền vào chỗ trống bài hát sau đây. Bài này em biết, bài em rất thích. Bài này là Chim trên đồng chim trên non. Tất cả những dấu chấm đều là chim hết. Chim trên đồng chim trên non, chim tung cánh xoa tan sương mù. Chim trong hồn chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Rồi câu số 3, có bao nhiêu lỗi chính tả trong câu hát sau đây? Xin mời em. Đoạn này em thích này. Đoạn này là cũng trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai của danh thủ Thượng tá Hồng Sơn. Đấy, một đoạn rap cover lại Subin. Em biết luôn có những lỗi sai gì này. Thưa cô là có 4 lỗi. Đây là một câu trả lời chính xác. Em biết. Rồi. Mà em đã đi hết một nửa số câu hỏi, chỉ còn 2 câu nữa thôi. Em cảm ơn cô. Câu số 4, điền vào chỗ trống trong câu hát sau. Trời ơi cô ơi, nó lại đúng tủ của em luôn. Thế em hát luôn đi. Sau đây em xin phép được tặng cho cô cũng như các bạn một làn điệu dân ca mà em đã rất thích trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tình bằng có cát trong cờ, tình bằng có cái trong cơm. Tình bằng có cái trong cơm. Kẻ là kéo vô ôm ấy bông ở đêm bằng. Và đó là câu trả lời của em. Rồi, chính xác. Lại là một câu trả lời chính xác nữa. Bây giờ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Câu hỏi số 5. Em hãy viết lại các cụm từ sau sao cho đúng. Từ đầu tiên là sản xuất âm nhạc. Thứ hai là sáng tác. Và thứ ba là vũ đạo. Quá dễ luôn. Rồi. Riêng về cái câu hỏi số 5, câu hỏi đặc biệt này nhá, thì lại có thêm một câu hỏi phụ đi kèm nữa. Dạ. Ban nãy em vừa nói đầu tiên là sản xuất âm nhạc. Thứ hai là sáng tác. Và thứ ba là vũ đạo. Thế thì em bảo là em là một người mà rất là đa năng, rất là nhiều tài lẻ.
đọc ba cái phần vừa rồi em có liên tưởng đến một công việc gì đó đang rất là được nhiều người quan tâm hiện nay không? Đây là những cái yếu tố mà trước đây khi mà cái thị trường công nghệ âm nhạc Việt Nam nó đang trong quá trình phát triển thì rõ ràng ở mỗi vị trí sẽ cần có một người đảm nhận riêng. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại chúng ta có thể thấy rất nhiều những ca sĩ, rất nhiều những nghệ sĩ họ có thể đảm nhận nhiều vị trí cùng một lúc. Họ đã biến mình trở thành những nghệ sĩ rất đa năng. Tự sản xuất âm nhạc, chơi nhạc cụ dân tộc, thể hiện khả năng vũ đạo. À, hiểu rồi. Và cũng có thể làm MC. À, hiểu rồi. Xuất phát từ chính các cuộc thi âm nhạc như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nếu chỉ so về giọng hát hay thì rõ ràng các nghệ sĩ có thêm những kỹ năng khác bổ trợ đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Và tất nhiên, đây cũng là áp lực dành cho các nghệ sĩ còn lại. Ngoài việc rap và sáng tác ra thì tất cả những cái kỹ năng khác của mình đều rất là yếu. Bước vào cái cuộc thi này thì cái điểm yếu của mình đang vượt trội hơn so với điểm mạnh. Nên hy vọng là mình sẽ mài dũa được và mình làm nó cân bằng mọi thứ lại. Chúng nghĩ một phần là có thể là do khi mà mình tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, kết nối được rất là nhiều anh tài. Thì mình nghĩ cái gì nó cũng có cái khó của nó, nhưng mà có cơ hội thì mình nhận lấy. Và mình rất là vui khi kỳ này mình lại một lần nữa được đồng hành tiếp tục với những anh em đồng nghiệp mà đã làm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trong thị trường âm nhạc, việc một nghệ sĩ có khả năng làm nhiều vị trí cùng một lúc cũng đã phần nào tạo ra sự thành công cho bản thân họ. Có thể kể đến những cái tên như Sơn Tùng MTP hay Subin. Và vốn nổi tiếng hơn trong vai trò đứng sau sản xuất các ca khúc hit, Quang Hùng Mastery cũng đã dần khẳng định được tên tuổi của mình cả ở Việt Nam và Thái Lan nhờ sự đa năng của mình. Sắp tới thì Hùng sẽ ra mắt album gồm 11 bài và chắc chắn rồi. Khi mà mình làm một phiên bản Việt Nam thì chắc chắn sẽ có một phiên bản Thái Lan. Đó là cái mà điều mình đang cố gắng làm sao để mà trau dồi về phần tiếng Thái của mình. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra, nếu chỉ tập trung chuyên môn cho một kỹ năng duy nhất, liệu đó có phải là sự thiếu bứt phá của nhiều ca sĩ hay không? Dù sao thì tất cả các ca sĩ chúng ta ngày nay có quá nhiều ca sĩ, thế nên là chúng ta có cái mức độ cạnh tranh rất là lớn. Nên là mỗi một ca sĩ cần phải gọi là luôn luôn này, làm mới mình. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn đánh giá là dù là vũ đạo hay là bất kể một cái gì, nó chỉ hỗ trợ cho cái việc là giọng hát của bạn thôi. Vì bạn là ca sĩ cơ mà, bạn cái quan trọng nhất của bạn vẫn phải là giọng hát. Những cái việc như là tự sáng tác, tự sản xuất cái phần âm nhạc của mình, những cái đó nó chỉ nên ở một cái mức độ vừa phải thôi. Vì chắc chắn các bạn sẽ không thể bằng những nhà sản xuất âm nhạc được. Nếu nghệ sĩ đảm nhận được nhiều khâu hay chỉ thực hiện được một khâu duy nhất, tất cả đều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, điều cốt lõi cuối cùng, tác phẩm ấy có thực sự chạm được tới khán giả hay không? Đó mới chính là yếu tố quyết định đến sự thành công của một người nghệ sĩ. Đấy, cô thấy em phân tích chuẩn không? Rất là chuẩn. Ban nãy em còn bảo là em rất là thích văn hóa, lịch sử. Thế thì cô lại có thêm một câu hỏi phụ nữa. Sao cô hỏi nhiều thế? Thì vào lớp chọn của trường mình đâu phải dễ. Cô có một con số đưa ra, con số này khiến em liên tưởng đến những điều gì? Đấy là con số 54. 54. À, em sẽ nhớ ngay tới một con số. 1954. Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đốt. Rất lịch sử. 54 dân tộc anh em. Rồi, rất văn hóa. Rất văn hóa. Đã có lịch sử có văn hóa rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Và 54 năm kỷ niệm ngày phát sóng đầu tiên chương trình truyền hình của VTV. Chính xác. Mà cô cũng thấy lạ đấy, 54 dân tộc với lại cả năm 1954 thì cô còn dễ hiểu vì em bảo em thích lịch sử văn hóa. Thế còn 54 năm VTV mà em cũng nhớ nhỉ? Bởi vì em luôn ước mơ trở thành một VTV-er. Vì tôi là VTV. Và tôi bay, cứ bay, cứ bay khắp nơi. Tất cả các em đã hoàn thành hết phần thi của mình. Và sau đây cô xin thông báo, tất cả các em đều đã được chọn vào lớp chọn.
Và để mở đầu cho buổi học đầu tiên, bây giờ xin mời tất cả các em đi sản xuất tin bài cho VTV thôi. Nào đứng lên, đi làm luôn đi các em. Vào việc luôn đi, vào việc luôn đi. Rồi. Em nào đi làm VTV show, em nào đi breaking news là các em đi sản xuất tin bài là đi luôn đi. Đấy, đấy. Rồi đi nhá, đi nhá. Niềm tin khi tôi chẳng lo sợ, vì tôi là VTV. Và tôi